Ngoài việc là một nhân vật có thể trạng mạnh mẽ, sức mạnh thể chất vượt trội hơn cả những vận động viên chuyên nghiệp như chúng ta được chứng kiến trong ngày tập 1, cậu ấy không cần dùng tới kỹ thuật ném tạ, nhưng cũng đủ để phá vỡ kỷ lục của ông thầy khi cậu ấy ném xa tới 30m. Trong khi đó, ông thầy của cậu chỉ ném được 14m và trong 3 giây, cậu có thể chạy xa tận 50m. Điều này đã khiến Megumi vô cùng kinh ngạc. Itadori còn được biết là một trong những thanh niên đẹp trai nhất bộ truyện. Sau khi quyết định nếm lấy trái cấm, quyết định nuốt lấy chú vật, ngón tay của Sukuna, thì may mắn Itadori Chuji đã trở thành nhân vật chính trong phim và được coi là vật chứa của chú linh mạnh mẽ nhất của bộ truyện. Ngoài những khả năng siêu phàm được thừa hưởng từ sức khỏe đặc biệt của cậu và độ may mắn bá đạo, thì Yuji đã trở thành tiêu điểm cho video ngày hôm nay. Không phải mình sẽ nói về sự thật của cậu thanh niên tóc hồng này, mà chúng ta sẽ tổng hợp lại những khả năng bá đạo mà Itadori thừa hưởng được khi Sukuna đang tồn tại trong cơ thể của cậu nhé. Và chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với video những đặc quyền mà Itadori thừa hưởng khi trở thành vật chứa của Sukuna nhé. Lưu ý, đây là những đặc quyền mà Itadori sở hữu, chứ không phải là những nội tại mới mà Itadori nhận được nhé. Nên các bạn đừng hiểu nhầm, hầu hết những đặc quyền sau đây là do Sukuna mang đến cho cậu, chứ không phải là năng lực gì mới mà Itadori sở hữu đâu. Và bây giờ chúng ta hãy đến với đặc quyền đầu tiên nhé. Hồi phục. Nói về khả năng hồi phục thì mình đánh giá rất cao về khả năng này. Về khái niệm hồi phục trong thế giới triệu hồi sư thì các chú linh hay còn được gọi là lời nguyền, tinh linh, bọn chúng cơ bản tồn tại trong chú lực tiêu cực và có ma pháp. Vì thế, với khả năng hồi phục của một chú linh là hết sức bình thường, điều này không có gì là khó hiểu. Nhưng với một chú linh mạnh mẽ, quá trình hồi phục của nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Mình có thể liệt kê một số chú linh có khả năng hồi phục tốt từng thể hiện như bào thai tại trại cải tạo. Ngay khi Sukuna treo giò và cắt từng bộ phận làm đồ trang trí trên tường thì hắn dễ dàng dùng chú lực để hồi phục lại cơ thể của hắn. Hay cô nàng lực điền Hanami, Mahito hay Sukuna vô tình dùng chú lực của mình hồi phục lại cánh tay và các ngón tay của Yuji sau khi cậu ăn hành từ bào thai dị biến đặc cấp tại trại cải tạo. Và đương nhiên, chuyện hồi phục phụ thuộc rất nhiều vào chú lực của chúng. Nếu bạn biết đến chakra trong Naruto thì chú lực có thể hiểu là gần giống như vậy. Quay trở lại với khả năng hồi phục thì tại trận chiến diễn ra tập 4 của bộ phim, chú linh này cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ với một ngón tay của Sukuna thôi mà hắn đã phô trương sức mạnh áp đảo với ba học sinh năm nhất bằng một nụ hôn gió, tạo ra cả một vụ nổ lớn. Hay chỉ với một quạt tay bằng tường trắng đã hành cho Yuji ngậm một mớ hành trong mồm và khiến cho tay của Itadori bị đứt lìa. Ngay cả con dao của Maki mà Itadori đang cầm cũng không thể làm lớp da cứng chắc của nó bị tổn hại. Trong khi đó, Kugisaki thì đang rơi vào một vùng kết giới khác. Nên trong lúc này thì Fushiguro đã đi tìm Kugisaki để Yuji cầm chân con đặc cấp này. Nhưng thú thật thì với sức mạnh to lớn của một đặc cấp, chênh lệch quá lớn với một đứa bước chân vào trường. Ngoài những cảm giác tuyệt vọng, yếu ớt, đau đớn đến muốn chết của Yuji, thì cậu ấy đã nghĩ về cái chết, ý nghĩa của cái chết của cậu có thực sự xứng đáng. Cho đến khi ngất liệm đi thì Sukuna mới xuất hiện. Trong lúc sử dụng cơ thể của Yuji, hắn đã vô tình hồi phục lại các ngón tay và bàn tay trái của Yuji. Sukuna là một kẻ độc ác. Để có lợi cho hắn, hắn đã quyết định không giết chú thai đặc cấp mà rủ hắn cùng tấn công thằng bạn của Yuji là Fushiguro. Cơ bản thì Sukuna rất thích cơ thể của anh tóc dựng này. Tuy nhiên, tên chú linh này lại nghĩ mình có thể chơi tất tay với Sukuna, nên hắn đã tấn công. Kết quả là bị Sukuna sử dụng thuật thức lãnh địa phục ma ngự trù tử để tiêu diệt luôn chú linh này. Ban đầu hắn chỉ muốn cắt thành 3 lớp, nhưng vì chú linh quá yếu nên nó đã bị cắt thành 5 lớp, tiêu diệt hắn chỉ trong một thuật thức đơn giản. Trận chiến đó cũng là dấu hiệu cho thấy đặc quyền đầu tiên bị Itadori thừa hưởng. Nguồn sức mạnh lớn. Điều này thì quá rõ ràng, Sukuna được gọi là vua của những lời nguyền bởi mang trong mình sức mạnh vô song. Vì thế, chỉ cần lôi Sukuna ra ngoài thì Itadori sẽ sở hữu một sức mạnh vô cùng lớn. Như chúng ta đã thấy trong trận chiến với Mahito và Finger Bearer, rõ ràng là nhiều linh hồn bị nguyền rủa khác đã phải e sợ trước sức mạnh của Sukuna. Với khả năng sức mạnh to lớn, sẵn có, từ một vị vua tinh linh bị giam cầm hơn 1.000 năm, thì ngay cả khi Mahito muốn sờ tới lãnh địa của Sukuna, hay đơn giản là chỉ muốn được gặp vua tinh linh này để nói chuyện thôi, cũng không thể được. Nhờ cái điều này mà trong phần giải cứu cậu Chubei, người có cuộc sống cô lập xã hội, luôn bị bạn bè ức hiếp và đánh đập. Ở phần này, Yuji cùng với ông thầy Nanami đã phải đụng độ với chú linh Mahito, một linh hồn của một cậu nhóc, cùng bộ mặt có nhiều vết khâu vá khác nhau. Hắn nhiều lần đã thể hiện sức mạnh ma pháp hơn trình cả Nanami, một triệu hồi sư chuyên nghiệp mà vô cùng mạnh mẽ. Trong trận chiến, khi có sự kết hợp của cậu học trò Yuji
Thầy Nanami áp đảo chú thuật bằng những đòn tấn công chú lực tác động đến linh hồn của hắn. Bởi lẽ, Mahito là một chú linh tồn tại với quan niệm thể xác đi theo linh hồn, và với sát thương chú thuật của Nanami có vẻ như vô dụng trước một kẻ sử dụng linh hồn để chiến đấu. Nhưng khi nhận những cú đấm bằng chú lực linh hồn mà Yuji tận dụng từ Kusuna, Mahito đã không thể cản phá lại sức mạnh của Yuji. Vì thế mà hắn đã bắt lẽ thầy Nanami nhốt vào tấm màn kết giới của hắn. Vào đây thì chỉ có thể là chết trong tay địch. Thầy Nanami lúc này thực sự chấp nhận cái chết của mình, thì Yuji tay không để đấm thủng màn của Mahito. Đồng thời, trong kết giới đó, linh hồn của hắn phải đối mặt với Sukuna. Một hành động vô tình của Yuji đã khiến Mahito nhận lại lời từ chối ma pháp cực mạnh của Sukuna, khiến hắn trọng thương, mất đi chú lực và đành phải bỏ trốn. Chú lực cực mạnh. Cho đến hiện nay, sức mạnh của Sukuna là không thể đong đếm được. Hắn có giết những linh hồn bị nguyền rủa mạnh nhất, có thể tái tạo lại các bộ phận cơ thể một cách dễ dàng, và về cơ bản là hắn bất tử. Với nguồn sức mạnh to lớn này, thật dễ hiểu tại sao có rất nhiều pháp sư và những linh hồn bị nguyền rủa theo đuổi ngón tay và kim khí Sukuna. Là vật chứa của Sukuna, Itadori có quyền truy cập vào nguồn năng lượng dường như vô hạn này, và cũng nhờ chính nguồn chú lực khổng lồ mà tại trận giao hữu giữa hai trường chú thuật sư Kyoto và Tokyo, Yuji đã có cơ hội được tiền bối Todo chỉ dạy cách sử dụng chú lực, hình thành cú đấm hắc thiểm, một dạng thể thuật, tận dụng triệt để chú lực và vận dụng chú lực đúng cách đã tăng khả năng sát thương vào mỗi đòn đánh, đồng thời hướng dẫn Yuji sử dụng hợp lý chú lực sẵn có của mình. Và cũng nhờ sự chỉ dạy của Todo mà cả hai triệu hồi sư đã có thể cầm chân tốt Hanami, ngay cả khi Hanami là một chú linh đặc cấp, có sức mạnh cứng cáp và có thể điều khiển cây cối. Thế nhưng, chỉ cần với hắc thiểm mà Yuji vừa thành thạo và khả năng vô vi chuyển biến bằng cách hoán đổi thông qua vỗ tay của Todo đã ít nhiều làm khó được Hanami. Miễn nhiễm với chất độc. Miễn nhiễm với chất độc là tấm thẻ bài cao nhất của Yuji. Khi đã mấy lần vượt qua những trận chiến mà đối thủ là những tinh linh chuyên sử dụng độc, Sukuna là vua lời nguyền và cũng được coi là vua của mọi loại chất độc. Với cậu, chất độc không gây phản ứng gì đến Yuji bằng khả năng hấp thụ mọi chất độc của Sukuna. Vì thế mà ở những trận chiến với Junpei hay tên Esso, khi hắn tung xuyên huyết vào đối thủ khiến cho cả Kugisaki và Yuji bị dính phải những vệt hoa văn bằng huyết lan một nửa cơ thể, và theo nhận định Esso, bằng thể lực của Yuji tầm 15 phút là mất mạng, Kugisaki phải 10 phút là cả hai sẽ bị hữu độc phân tán và bào mòn cơ thể chỉ còn lại xương. Đang trong đà thắng, thế thì Esso đã thực sự không ngờ đến độ lì lợm bá đạo của cô nàng Sugisaki đóng đinh vào vệt hoa trên tay, dùng thuật thức cộng hưởng tạo liên kết để gây sát thương lên các bộ phận cơ thể quan trọng của đối phương, như cách mà cô đặt cánh tay đứt lìa của hắn lên một hình nhân bằng rơm của mình và dùng búa đóng đinh vào nó. Những chiếc đinh này lúc đâm vào tim Esso tiêu diệt được các đặc cấp. Trong khi đó, chỉ bằng nội tại bá đạo từ Sukuna mà Yuji chỉ cần hợp sức lại với cô bạn của mình, hỗ trợ tấn công bằng những đòn hắc thiểm đã nhanh chóng kết liễu cả chú linh anh em này. Cứu sống và hồi sinh. Với một tinh linh mạnh mẽ như Sukuna và là vua lời nguyền, sở hữu những chú thuật bá đạo, thì chả lẽ Sukuna lại không thể hồi sinh được Yuji? Vấn đề này chỉ dựa vào việc hắn có thực sự muốn cứu vật chủ của mình hay không? Và như lần Sukuna vứt đi trái tim của Itadori thì hắn cũng đủ sức để cứu cậu nhóc yếu ớt này. Nhưng chính vì hắn đang bị cơ thể Itadori giam cầm, vì vậy mà đến với khế ước, nhờ ràng buộc khế ước mà Sukuna đã hồi sinh lại Itadori. Không những thế, Sukuna cũng được chứng minh là đã chữa bệnh cho Itadori, như trong cuộc chiến với Finger Bearer, khi Sukuna chiếm lấy cơ thể của Yuji và chữa lành các ngón tay và bàn tay của cậu. Mặc dù về bản chất Sukuna cứu chữa cho Itadori là vì hắn đang ràng buộc với vật chủ, nhưng rõ ràng nhờ vậy mà cậu có thể thoát chết trong các tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Lập khế ước với Sukuna. Cho đến nay, chưa ai giải thích được việc tại sao Sukuna không thể kiểm soát hoàn toàn được cơ thể của Itadori, mặc dù cậu đang phải một chú vật đặc cấp đặc biệt. Chính vì vậy, Itadori có thể lập lời thề ràng buộc với Sukuna. Đây được xem là một thứ rất quyền lực. Hầu như mọi thứ được thỏa thuận ngay trong một trận chiến tay đôi của họ mà Yuji, nhân vật chính của chúng ta, đã chấp nhận yêu cầu rằng sẽ cho Sukuna được phép sử dụng cơ thể của anh khi khế khoách. Tuy trong phim, chúng ta vẫn chưa được thấy Sukuna sử dụng khế ước này, nhưng chắc về sau, ở một trường hợp nào đó, hắn sẽ tận dụng khế ước này vào những tình huống đặc biệt.
Với sự ràng buộc này mang lại lợi ích cho Sukuna khi hắn có thể tự do sử dụng cơ thể của Yuji để chiến đấu. Nếu Yuji không có đủ sức mạnh đánh bại một chú linh nào đó, hoặc có thể hiểu, khế ước này mang lại lợi ích cho tính mạng của cậu, Yuji và Sukuna khi chính hắn không hề muốn vật chủ yếu đi. Điều này sẽ gây bất lợi cho thể thuật của hắn, khi giờ đây hắn chỉ mới sở hữu một phần sức mạnh của mình mà thôi. Bất khả chiến bại. Có thể hiểu, ở khả năng bất khả chiến bại thì Yuji, nhân vật nam chính của chúng ta sẽ không bao giờ chết. Có thể ăn hành, có thể thua trận, nhưng cậu ấy sẽ luôn luôn thắng khi đánh với các chú linh. Liên quan tới khế ước như mình có trình bày, thì với bản thân của Yuji, bằng khả năng thể lực vốn dĩ mạnh mẽ trong mình và những kỹ năng chú thuật của một triệu hồi sư mà cậu đã học được, nhưng vẫn thua trận với một chú linh mạnh mẽ nào đó, thì không thể nào Sukuna lại chịu ngồi không, chịu ma pháp của kẻ địch. Biết vua lời nguyền là một chú linh mạnh mẽ, thì với sự tồn tại của Sukuna trong Yuji dường như đảm bảo rằng cậu ấy sẽ bất bại trong mọi cuộc chiến trừ tà của mình. Sở hữu những kỹ năng bẩm sinh của Sukuna. Được biết, Sukuna chỉ mới sở hữu 4 ngón tay và hắn đã thể hiện những chú thuật vô cùng mạnh mẽ. Và những kỹ năng to lớn đó thì chắc chắn về sau, Yuji cũng sở hữu những đặc quyền đó. Ví dụ như sử dụng hỏa hoạn là một kỹ năng bẩm sinh của Sukuna trong lần đụng độ với Chogo, anh đã thể hiện sức mạnh thể thuật hỏa hoạn của mình. Hay như trong top trước, mình có nhắc tới khả năng hấp thụ độc, thì với những kỹ năng bẩm sinh sẵn có của Sukuna sẽ là dấu hiệu cho thấy tương lai của Yuji cũng sẽ sở hữu thêm những đặc quyền từ những kỹ năng này. Và đó cũng là những đặc quyền khi Yuji trở thành vật chứa của Sukuna. Các bạn thấy sao về những đặc quyền này? Các bạn dự đoán xem Yuji sẽ thừa hưởng những đặc quyền cơ bản nào nữa? Hãy để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận. Và nếu thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, một share cũng như nhấn đăng ký cùng nút chuông bên cạnh để đón chờ những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Tạm biệt.